Ngày xưa của tình đây đóng bia giờ có Tâm bên đối diện đấy, bạn thân với mẹ không. Bác Nhạn còn nhà cái bà thuê hàng bạc ở đấy, hắn nhẫn vàng đô la thì cả ngày xưa cái còn tí tiền là phải liên địa bác cái đổ cho. Ngày xưa đô la nó bắt mà Bác Nhàn à? Bác Nhàn mà con bà gì bên cạnh bên nhà bốn bốn tư ấy, Bán vàng bạc. đây bác lên bác bán thuê cho nhà trên này. Bác cái cao như là bác cao như vận động viên thể thao ấy. Mãi mới lấy được chồng coi như đàn ông. Còn bác Ngọc có một cái bạn, bác Ngọc tên là Huy, chuyên chạy đi đua xe máy thể thao rất giỏi, nói năng ông ẩu ngầu thích lắm. Chú phố này chẳng nhớ, con không nhớ được. Con không nhớ mà những cái là bác vì có một lần gì hình như con làm việc, con phải lên làm việc là một cái, nhưng mà bác đây bác chủ chứ không phải bác làm thuê. Những tên là Nhàn bán vàng, vàng bạc ở đây này, trên phố đây, cái nhà góc đây đây góc, đúng rồi đúng rồi, góc bằng tên là Nhàn, cao nữ không cao thì chắc không phải. Vì ngày xưa vốn làm đây này, hàng bạc đúng rồi, đây nó ở đúng Mang Quẩn đây, đúng 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 bởi vì là ngày xưa ấy, là bố làm ở ke thì nó trả lương bằng đô đấy, thế là mình cứ thỉnh thoảng ngày xưa mà cứ bán đồ liếc mà nó vớ được nó mất luôn đấy. Thế là bác cái bán hàng ở cái phố này, thế là lên để bán cho nó an toàn, cả khác thì cũng được nhưng mà bác cái bán để là an toàn, nó không sợ giá cả thì mình cũng không căn trọng lắm, nhưng bác cái thì lúc nào đổi cái giá tốt nhất kiểu thế. Con có lần con gặp cái bác con gái thấy phúc hậu, thế con mấy bác này không có luôn thấy phúc hậu tốt. Bà mẹ bác ấy là bán bánh cuốn Thanh Trì và tốt thì phải, không nhớ tên chính xác quên mà tốt bánh thế này à? Cho nên nhiều khi phải có buổi ở đây thỉnh thoảng ngồi nói chuyện với bác Ngọc, bố nó cũng này là với lại mọi người để coi như là những cái chuyện cũ ấy kể lại thì vâng. Con mới không có lần đi quên hết, không mà trôi mất thì trôi đấy loanh quanh hóa ra lại là người quen. Nếu mà ấy được thì tốt, bởi vì cái hồi đấy là hình như con có cái việc phải làm với mai nhưng mà không được việc, bởi vì là mình chẳng biết mở chuyện như nào. Ở cái lĩnh vực vàng bạc nó là một lĩnh vực khác hẳn, nó nhạy cảm, nó nhạy cảm với lại rất khó. Vâng, rất khó nhau đấy, thế nên cái nhóm người họ đóng lắm. Nhưng mà nếu mà có những cái thân tình như thế thì tự nhiên lại dễ. Thì tháng nào chẳng phải mang đô đến đây bán để lấy tiền, vì cứ lĩnh lương mà là phải đi đổi ra tiền Việt để tiêu chứ, tiêu cho cả nhà, mà phải nó không cẩn thận người ta lại công an nó tống được ấy, là mất luôn ấy. Mà có những câu chuyện chỉ có bán có 100 đô thôi, thế mà cũng có chuyện lắm, nó còn bắt người ta chứ. Ngày xưa nó ghê lắm chứ không phải như bây giờ. Bây giờ thì nó nhờ cái xã hội Việt Nam nó cởi mở hơn rất nhiều. Chứ bố mới nói là cái xã hội Việt Nam nó cởi mở một cách kinh khủng so với cái thời ngày xưa, như kiểu Bắc Triều Tiên mở lắm rồi. Mọi người cứ đi so sánh với lại cái thời ở các nước xung quanh, còn so với thời trước này là sướng lắm, nhưng mà
đen này một kiểu. Ngày xưa nhà mình hay mua mứt ăn Tết ấy, là hàng miếu này. Mứt để lý mứt miếu đi xem cũng là hàng miếu này. Mình 20 hàng miếu. Thành ra là một cái thông lệ mà thôi. Đấy, trên này. Bây giờ khi là cái chủ nhà nó cũng thay đổi. Thế nhiều khi là sau này phúc với bao cũng biết dần. Bởi vì là thực ra bọn con, thế hệ bọn con, con không biết nhiều về như kiểu hồi trước của bố ấy. Con không nhớ các bác. Nhưng mà chứ đến lúc nhiều khi nói chuyện loanh quanh lại biết nhau nhiều phết. Nói chuyện mà cháu là con bố Hồng vậy, những cái thứ thì là thì mọi người luôn lại ớ ra thì là sẽ nhận ra. Nhưng mà ngày xưa nó có một cái này là này, cho nên mối quan hệ nó tốt này. Là nó nghèo. Cho nên là mọi người phải dựa vào nhau. Và mọi người phải nhờ vào nhau để nó giải quyết được các vấn đề mà nó không có tiền để mà trả ấy. Anh giúp tôi cái này, tôi giúp anh cái kia đại loại. Thế nên là nó thành ra một cái mà cái mối quan hệ nó trở thành rất biết nhau. Bây giờ có biết người hàng xóm bên cạnh chẳng biết tên là gì. Đấy, đúng không? Tại vì là nó cũng không cần thiết phải nhờ mà. Chứ thằng Trung ngày xưa bác nó, nhà nó ở trên phố cổ hết mà. Từ thăm đấy. Thế thì nó thành quen miệng ấy. Vâng, cái phản xạ chú ý. Thì nhà Trung là ngày trước ở trên phố cổ hết, đôi khi là lại biết nhau. Con trẻ của bố đấy là cái đồng hồ thật là nhà bác đó. Bảo ông nghĩ bụng có khi nhà nó lại biết nhà chi. Cách nhau mấy chục mét mà. Quên quẩn trên cái phố ngày xưa gần như nó như kiểu gần như nó biết nhau hết. Mà người ta ở đấy bao nhiêu năm với nhau biết nhau hết. Thế lại đúng là ngày xưa cũng rất hay quan tâm nhau mà cũng hay xì xào. Vâng. Nhà nọ nhà kia có chuyện gì cũng xì xào bàn tán nhau theo kiểu nó thành cái truyền thống của cái nông dân lúa nước mà nó vẫn lan đến thành phố. Nó có cái hay nó gọi không ai là luật pháp luật nước là nó cũng không có giá trị lắm, ta vẫn chậm trước cho nhau hết. Có đèn sáng nó tối om đường phố, các cửa hàng đóng hết, chưa mở cửa, nghĩ là mùng 4 mùng 5.